Xin chào các bạn ơi, ở phía sau mình có cái cây đu đủ nữa nè, có cái cây đu đủ ở trên đó. Rồi mình sẽ hái cái trái đu đủ đó xuống nấu canh hầm với đuôi heo nha. Bây giờ mình đi kiếm cái cây mình hái. Đây các bạn ơi, mình hái được hai trái nè. Giờ mình sẽ đi gọt nó, đi sơ chế nó để hầm đuôi heo nha. Mình sẽ gọt tí nó đủ mà. Em gọt cho. Chị rửa đuôi heo. Đây, mình gọt cho. Đây là trái đu đủ chín rồi, hái ngoài vườn vô á, giờ ăn sống. Cái lộn nó chín rồi mà ăn sống đi. Thank you.
ăn là ăn nhiêu chén? 4 chén á. 2 chén của em á là bằng gần bằng 4 chén của người ta đó. Em bớt không được, kém rồi mà. Đu đủ gọt ra không có hột nhắc nè, không có hột nha. Đu đủ nhạt chồng cho nên không có hột. Ủa một cây mà sao trái có trái không ta?